Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Chuyên gia cho mọi nhà được phát sóng trên kênh VTC6, đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Quý vị thân mến, bình sữa là vật dụng không thể thiếu đối với trẻ nhỏ. Đây được ví như bầu sữa thứ hai của người mẹ. Tuy nhiên, lựa chọn bình sữa nào tốt cho bé, đây có lẽ là câu hỏi khiến hàng ngàn bà mẹ bỉm sữa đau đầu, nhất là các mẹ có con đầu lòng. Và để giúp các bậc cha mẹ có thêm kiến thức để dễ dàng hơn trong việc nuôi dưỡng con, thì ngày hôm nay chúng tôi đã mời tới trường quay thạc sĩ bác sĩ Đinh Ngọc Hoa, chuyên khoa nhi Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn để cùng bàn luận và giải đáp những thắc mắc của quý vị. Và tổng đài của chúng tôi đã mở, quý vị có thể tương tác trực tiếp với chúng tôi qua số hotline đang được hiển thị trên màn hình. Số phát sóng lần này của chúng tôi với sự đồng hành tới từ công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất kinh doanh và thương mại Bebu, đơn vị sản xuất bình sữa đa năng 3-trong-1 thông minh duy nhất tại Việt Nam, hy vọng sẽ đem đến cho quý vị những thông tin hữu ích nhất. Đầu tiên xin được cảm ơn chuyên gia đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Xin chào Diệp Trang, xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình. Chuyên gia thân mến, như chúng ta đã biết, bình sữa là một trong những vật dụng không thể thiếu trong quá trình nuôi dưỡng con trẻ. Tuy nhiên, có một tình trạng hiện nay mà không ít các mẹ đang gặp phải, đó chính là con không chịu bú hoặc là lười bú bình. Vậy theo chuyên gia, nguyên nhân là do đâu ạ? Bạn biết đấy, theo WHO thì bú mẹ trực tiếp là cách tốt nhất bởi vì nó vừa an toàn tiện lợi mà nó vừa mang lại rất nhiều lợi ích cho cả em bé và mẹ. Nhưng trong cái trường hợp bất khả kháng khi mà mẹ không có sữa hoặc là mẹ mới sinh mà sữa nó chưa kịp về, hoặc là đầu ti của mẹ nó tụt quá, hoặc là mẹ đến cái thời điểm phải đi làm, thì lúc đó em bé bắt buộc phải bú bình. Và bú bình chính là cái sự lựa chọn tốt nhất để giúp em bé được cung cấp đầy đủ các dưỡng chất cho bé phát triển. Nhưng mà thực tế thì có rất nhiều em bé nó lại không thích bú bình. Kể cả lúc nó đói này, rồi là cái lúc mà nó, kể cả trong cái bình sữa đấy nó là sữa mẹ, thì nó cũng không chịu bú. Thế thì nguyên nhân ở đây chính là vì cái đứa trẻ nó đã nhận biết được rằng là cái bình sữa này không phải là ti của mẹ. Bởi vì cái bình sữa giả này nó vừa cứng này, rồi đầu ti đôi khi là nó dài quá hoặc là nó ngắn quá, khiến cho việc nắm bắt cái núm vú của em bé nó khó khăn. Thế rồi cái lỗ của cái đầu ti đôi khi nó lại to quá, làm cho sữa nó xuống nhiều, em bé uống nó bị sặc, dẫn đến là nó sợ. Thế rồi là đôi khi nó cái lỗ nó lại nhỏ quá, làm sữa nó không xuống được, nó mút mãi không được. Thế đâm là nó chán rồi dẫn đến là nó bỏ. Và nguyên nhân chính ở đây chính là tại là cái vấn đề là cái bình sữa đã không phù hợp với em bé và nó không giống với cái ti của mẹ. Vậy để giúp trẻ ăn ngon miệng hơn thì khi lựa chọn bình sữa cũng như là cho bé sử dụng bình sữa thì các bậc phụ huynh cần phải lưu ý những điều gì ạ? Thực ra cái việc chọn bình sữa là rất là đơn giản. Nếu như bạn có thể chọn được một cái bình sữa mà nó hoàn toàn giống cái bầu ti của mẹ, tức là kể cả cái bầu của đựng sữa này, rồi là cái núm ti cũng như là cái bầu ti nó giống như là cái ti mẹ, thì đấy là cái cách tốt nhất để giúp cho em bé nhà mình. Bởi vì bạn biết rằng cái bầu ti mẹ nó rất là mềm, cái đầu ti của mẹ nó cũng rất mềm, và nó lại có khả năng có cái tính đàn hồi. Tức là kể cả với những em bé mà mới sinh mà thấp cân như là 2,5 cân, hoặc những em bé nó đủ cân 3,5 cân, 4 cân, thì những cái ở những em bé đấy thì khẩu miệng của nó khác nhau. Thế nhưng mà vì là cái ti mẹ nó có khả năng đàn hồi, cho nên là nó vừa với tất cả các những em bé, kể cả em bé thấp cân sinh non hay là những em bé mà nó đủ cân thì em bé vẫn có thể bú mẹ được dễ dàng. Thế nếu như chúng ta có được một cái bình ti mà cái đầu ti đấy nó lại có khả năng là nó mềm như là cái đầu ti của mẹ này, rồi nó lại có khả năng là đàn hồi này, và nó lại có khả năng được điều tiết cái sữa giống như là cái điều tiết trong cái bầu ngực của mẹ, thì nó sẽ rất là ok cho em bé. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng tôi đã nhận được một cuộc gọi điện thoại từ số 0988-141-025 và xin nhờ bộ phận kỹ thuật kết nối tới số điện thoại này ạ. Xin chào bác sĩ, cháu là Lan, 25 tuổi ạ. Bé nhà cháu thì trước ti bình rất là tốt, nhưng mà bỗng nhiên một thời gian gần đây ạ thì lại ăn ít hơn, nhiều khi con còn không muốn ti bình nữa. Như vậy là sao ạ? Đây có lẽ là một cái trường hợp mà không ít mẹ đang gặp phải ạ. Và xin mời chuyên gia giải đáp thắc mắc ạ. Xin cảm ơn câu hỏi của bạn Lan. Thực ra cái tình trạng của con nhà bạn là rất nhiều em bé gặp phải cái tình trạng như vậy. Tức là nó đang bú bình tốt, bây giờ bỗng nhiên nó lại bú ít đi và nó không chịu bú nữa. Thì điều đó tôi nghĩ rằng là cái nguyên chính là ở tại cái núm ti nó đã không còn phù hợp với em bé nữa. Vì bạn biết rằng là cùng với sự phát triển của cơ thể thì năm giác quan của em bé nó cũng phát triển, và cái trí tuệ em bé nó cũng phát triển. Khi nó lớn lên thì nó nhận biết được rằng là cái ti đó nó không phù hợp với em bé nữa. Tức là nó cứng này, rồi nó khó, cái sữa có thể nó ra không đều, hoặc là nó nuốt nó làm đau miệng em bé không nuốt được, dẫn đến là em bé từ chối cái ti đấy. Còn tôi còn chưa kể đến cái việc mà khi mà các bạn vệ sinh cái bình ti đấy thì bao giờ
giờ là các bạn hay cho vào luộc này, rồi hấp sấy này. Khi đưa vào cái nhiệt độ cao như vậy thì cái bình, cái đầu ti nó sẽ bị mềm đi, nó nhũn ra. Nhưng mà khi cho ra bên ngoài thì với nhiệt độ thường thì nó lại cứng trở lại. Và quá trình đấy nó cứ lặp đi lặp lại một ngày mấy lần như vậy thì nó sẽ dẫn đến để dùng một thời gian dài thì cái đầu ti đó nó sẽ cứng và nó không còn mềm mại như trước nữa. Và đây là đến cái lúc mà thời điểm mà bạn nên thay một cái đầu ti khác ạ. Bé nhà cháu hiện tại thì 5 tháng tuổi thì không biết là nên mua núm ti như thế nào ạ? Cháu sợ nhất là khi mà con ti bình quen rồi thì lại bỏ ti mẹ ạ. Thế thì để cho em bé như mình không bỏ ti mẹ thì tốt nhất là bạn hãy chọn một cái bình sữa mà nó có cái núm ti mà nó có cái chức năng giống như là cái núm ti của mẹ. Tức là nó vừa mềm này, vừa có độ đàn hồi và khả năng tiết sữa tốt và có thể điều tiết được cái lượng sữa mà khi em bé bú thì chắc chắn rằng là bé nhà bạn bú bình cũng sẽ như là bú mẹ. Dạ vâng, cảm ơn chuyên gia rất là nhiều ạ. Và cảm ơn chị Lan đã kết nối tới chương trình. Thưa quý vị, bên cạnh những cuộc gọi điện thoại qua tổng đài của chương trình thì chúng tôi cũng đã nhận được rất nhiều các câu hỏi gửi về ban biên tập. Và trong đó thì có một câu hỏi của chị Nga tới từ Đồng Tháp muốn hỏi chuyên gia. Đó chính là: chào chuyên gia, còn vài tuần nữa thôi là cháu sinh em bé rồi mà hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại bình sữa. Không biết là làm thế nào để cháu có thể lựa chọn được bình sữa tốt ạ? Hay là bác sĩ có thể gợi ý cho cháu một loại bình nào đó được không? Vâng, có khả năng cao là chị Nga của chúng ta là lần đầu làm mẹ đúng không ạ? Thế nên là không tránh khỏi những bỡ ngỡ. Và xin mời chuyên gia tư vấn ạ. Xin chào bạn Nga. Bạn là một người mẹ vô cùng chu đáo. Và theo tôi thấy thì cái bình sữa tốt nhất đấy chính là hai bầu ti của mẹ. Bởi vậy mà khi mà sinh em bé xong thì bạn cố gắng cho em bé bú mẹ sớm ngay những giờ đầu sau sinh. Bởi vì điều đó không những giúp em bé nhận được cái sữa non quý báu từ trong cơ thể của mẹ mà nó còn giúp cho cái việc mà cơ thể mẹ kích thích sữa được nhiều hơn. Nhưng tôi hoàn toàn ủng hộ bạn cái việc mà bạn chuẩn bị sẵn một cái bình sữa để khi mà bạn sinh, đề phòng trong trường hợp mà sữa bạn về ít hoặc là nó chưa kịp về thì có cái để cho em bé bú. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại bình sữa khiến cho việc lựa chọn đôi khi khó khăn. Nhưng cá nhân tôi thấy thì bình sữa Bebu với hình dáng, cấu trúc, chức năng tương tự như bầu sữa mẹ, đó chính là sự lựa chọn tốt nhất cho bé yêu nhà bạn. Về mặt cấu trúc thì do là được làm từ những nguyên liệu đạt chuẩn quốc tế như vậy, cho nên là từ bình đựng sữa cho đến cái núm ti thì đều rất là mềm giống như là cái bầu sữa mẹ. Núm ti trong cái bình sữa Bebu thì nó có đặc điểm là có khả năng đàn hồi, bởi vậy nó rất phù hợp với cái khẩu miệng của em bé, giúp cho em bé nắm bắt cái núm ti khi mà em bé bú rất là tốt. Điều đó nó sẽ tránh được cái việc mà em bé bị nôn chớ rồi bị sặc khi mà em bé bú. Và cái đầu lỗ của cái núm ti thì nó lại có một cái cấu tạo rất đặc biệt là nó có thể điều tiết được cái lượng sữa khi mà em bé mút ra. Tức là áp lực mút của em bé trong miệng thì nó sẽ điều khiển cái lượng sữa mà đi qua cái lỗ núm ti đó để vào miệng của em bé. Điều đó sẽ tránh được cái hiện tượng mà em bé bị sặc sữa hay em bé bị nôn. Và có rất nhiều những cái dòng sản phẩm núm ti khác nhau là dòng chữ thập. Tức là sữa nó sẽ ra theo cái độ mút của em bé, nên không lo là em bé bị sặc sữa và sữa cũng không đổ ra ngoài. Dòng tia thì có nhiều loại thiết kế phù hợp với các độ tuổi khác nhau. Đặc biệt dòng bình Bebu còn tích hợp nhiều chức năng trong một bộ bình như chức năng 2-1, 3-1. Bộ bình 3-1 thông minh của Bebu với thiết kế 3 đầu riêng biệt là đầu ti, đầu hút và đầu ăn dặm. Nó vừa giúp cho em bé tập bú sữa, tập ăn dặm và uống nước. Thân bình và núm ti mềm mại kích thích phản xạ cho con bú tốt hơn. Và khi con đến 6 tháng tuổi là cái lứa tuổi tập ăn dặm thì sẽ vô cùng tiện lợi, bởi vì con sẽ ăn nhanh hơn, ngon miệng hơn. Như vậy bạn có thể thấy là với cái đặc điểm là mềm nhẹ, đàn hồi và khả năng điều tiết cái dòng sữa chảy qua cái núm vú tốt, thì bình sữa Bebu sẽ giúp mang lại cho em bé một cảm giác an toàn, thoải mái giống như là đang bú mẹ, ngay cả khi lần đầu tiên mà em bé tiếp xúc với cái việc bú bình. Cảm ơn chị Nga đã gửi câu hỏi về cho chương trình. Và có thể thấy bình sữa đa năng tích hợp 3-1 thì mang lại sự tiện lợi này cũng như là tiết kiệm cho các mẹ đúng không ạ? Và bình sữa Bebu sẽ là một trong những gợi ý mà có thể giúp các mẹ có thể chăm sóc con được dễ dàng hơn. Đúng vậy. Và bây giờ chúng tôi xin nhờ bộ phận kỹ thuật kết nối tới số điện thoại tiếp theo ạ. Xin chào bác sĩ, chào MC. Tôi tên là Hà. Bé nhà tôi thì hiện đang ti bình nhưng mà rất là hay bị sặc sữa. Thì nhiều bạn bè có giới thiệu đến sản phẩm bình sữa Bebu. Tôi cũng có tìm hiểu và được biết Bebu thì hiện đang có hai loại núm là núm chữ thập và tia. Thì không biết là tôi nên mua loại nào. Cho hỏi không biết là em bé nhà bạn bao nhiêu tháng ạ? Bé nhà tôi thì năm nay được 3 tháng tuổi ạ. Em bé được 3 tháng tuổi. Nếu em bé được 3 tháng tuổi mà bú sữa hay bị sặc thì bạn nên chọn cái núm ti mà có hình chữ thập. Bởi vì cái núm ti hình chữ thập là nó sẽ giúp cho cái việc mà
tiết sữa theo cái áp lực mút của em bé. Khi mà bé không mút thì sữa nó sẽ không ra và sữa nó chỉ ra theo cái áp lực mà cái miệng của em bé nó mút thôi. Xin cảm ơn chuyên gia và chương trình. Thưa quý vị, bình sữa Bebu hiện đang được rất nhiều các bà mẹ tin dùng bởi những ưu điểm nổi bật như núm ti được làm 100% từ silicone cao cấp, dùng trong y tế, thân bình từ PPSU silicone titan, không chứa BPA, không chất độc hại, không mùi và được sản xuất theo tiêu chuẩn công nghệ hiện đại của Nhật Bản. Để mua sản phẩm thì quý vị có thể gọi điện qua số hotline 0983 855 521 hoặc truy cập vào website bebu.com.vn tới địa chỉ 255 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội hoặc tới các đại lý trên toàn quốc để mua hàng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm và theo dõi. Đồng thời xin được gửi lời cảm ơn tới công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất, kinh doanh và thương mại Bebu đã đồng hành cùng chúng tôi trong số phát sóng này. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại!